Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Trước khi bị bắt, Vân đứng tên cho 35 doanh nghiệp, trong đó có nhiều công ty ma với quy mô vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Kết quả điều tra xác định, tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay trên liên quan đến Trương Huệ Vân còn dư nợ 2.800 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc đủ căn cứ xác định nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản. Vân chịu trách nhiệm liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Là cháu ruột Trương Mỹ Lan nên Trương Huệ Vân được bà Lan tin tưởng giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm Công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Công ty cổ phần Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty cổ phần Sài Gòn Galleria, Công ty cổ phần Eurasia Concept. Nhóm công ty chủ chốt này tạo doanh thu cao cho Vạn Thịnh Phát. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân công ty cổ phần Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Bà Lan còn thống nhất chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với công ty cổ phần Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Khi điều hành công ty cổ phần Sài Gòn Galleria, công ty cổ phần Eurasia Concept, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân, nhân viên kế toán của hai công ty, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. C03 cáo buộc, khi cần trả nợ thì nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ cho chính SCB. Được biết, Trương Huệ Vân sinh năm 1988, là người Việt gốc Hoa, cháu gái của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan. Trương Huệ Vân là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, được biết đến là người có ảnh hưởng lớn trong đế chế Vạn Thịnh Phát. Trước khi bị bắt, Trương Huệ Vân xuất hiện nhiều trên truyền thông, truyền cảm hứng về các dự án kinh doanh, làm thiện nguyện và từng gây xôn xao khi tổ chức đám cưới bạc tỷ với một nhạc sĩ nổi tiếng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án nên đã đề nghị xem xét lượng hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan về 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Vụ án này có tới 86 bị can, trong đó có 41 lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB và nhiều cán bộ khác ngân hàng nhà nước. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Tổng cộng, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho hơn 1.366 khách hàng, bao gồm 710 cá nhân và 656 tổ chức. Nhóm của bà Lan chiếm hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân là hơn 1.066.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, 875 khách hàng trong nhóm của bà Lan với gần 1.300 khoản vay vẫn còn dư nợ tại SCB đạt hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Khi rút tiền mặt, bà Trương Mỹ Lan báo trước với lãnh đạo ngân hàng rồi chỉ đạo lái xe là ông Bùi Văn Dũng đến chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung cùng là cựu phó tổng ngân hàng SCB liên hệ với Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula để yêu cầu cung cấp pháp nhân cá nhân nhận tiền, rút tiền, đồng thời chỉ đạo chi nhánh phối hợp với Nguyễn Phương Anh để rút tiền. Trong khi phía ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát phối hợp hoàn thiện các hồ sơ khống, thì Bùi Văn Dũng chỉ việc đến nhận tiền
và vận chuyển tiền về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Seawood, thành phố Hồ Chí Minh hoặc về tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, người lái xe này sẽ bàn giao tiền cho các cá nhân đến nhận. Một số lần, ông Dũng giao tiền cho Trần Thị Hoàng Uyên là trợ lý của bà Lan, bà Uyên sau đó giao tiền cho những người đến nhận, song không lưu giữ ghi chép về những người nhận tiền. Cơ quan điều tra thu giữ sổ tay ghi chép của ông Dũng. Qua quyển sổ tay này và lời khai của ông Dũng và bà Uyên, trong thời gian từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, ông Dũng đã vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD cho bà Lan. Đáng chú ý, số tiền rút ra này không chỉ có nguồn vay tín dụng của ngân hàng SCB mà còn từ nguồn phát hành trái phiếu của nhóm Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay chỉ ghi nhận có việc giải ngân, chuyển tiền từ ngân hàng SCB đến các cá nhân, pháp nhân vay vốn. Từ các cá nhân, pháp nhân vay vốn này, tiền đã được chuyển đến tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân F1 nhận tiền khác. Một số cá nhân liên quan đến hành vi này như ông Dũng và bà Uyên đều đã bị khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm, nắm quyền chi phối ngân hàng SCB. Sau đó, bà Trương Mỹ Lan trả lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng cho những người thân tín, đưa họ vào các vị trí chủ chốt của ngân hàng, chỉ đạo những người này cùng với các nhân sự thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ vay vốn khống, rút ruột ngân hàng SCB. Cơ quan điều tra đã chỉ ra loạt thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan như thành lập hàng nghìn pháp nhân ma, nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn, sử dụng các pháp nhân này lập các phương án vay vốn khống và đưa các tài sản không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp hoặc được nâng khống giá trị, không đăng ký giao dịch đảm bảo để đảm bảo cho các khoản vay. Ngoài ra, các đối tượng còn thông đồng với các đơn vị định giá để hợp thức giá trị tài sản, tiếp đó lập ra các thủ tục thẩm định phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức. Đáng chú ý là chiêu cắt đứt dòng tiền của bà Trương Mỹ Lan nhằm hợp thức việc sử dụng tiền cho các mục đích riêng và tránh việc bị các cơ quan chức năng phát hiện truy vết dòng tiền để phát hiện sai phạm. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng các phương án vay vốn khống đã tạo lập rồi giải ngân vào các tài khoản chỉ định, sử dụng pháp nhân ma, nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân mở tài khoản để chuyển tiền lòng vòng rồi rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Lời khai của cựu phó tổng SCB Trần Thị Mỹ Dung cho thấy khi cần sử dụng tiền, bà Lan sẽ thông báo cho Trương Huệ Vân, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung họp tại tầng 39 tòa nhà Times Square. Tại các cuộc họp này, bà Lan sẽ thông báo cần bao nhiêu tiền sử dụng tài sản gì để thế chấp, thời gian giải ngân để họ cùng thực hiện. Tài sản đảm bảo luôn không đủ cho số tiền vay nên bà Lan chỉ đạo nâng giá lên để rút tiền tại ngân hàng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!